Dạ, kênh Lưu Bình Vlog kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được tiếp tục gặp trở lại quý cô chú anh chị và các bạn trong video buổi trưa ngày hôm nay, ngày 19 tháng 2 năm 2024. Hôm nay là nhằm mùng 10 Tết, các anh chị, ngày vía Thần Tài. Và hiện nay là 10 giờ 15 phút. Bắt đầu là ngày mai cũng hết Tết rồi các anh chị, hết mùng, hết Tết. Hôm nay thì bắt đầu mọi hoạt động trở lại bình thường. Các doanh nghiệp, cơ sở, cá nhân, kinh doanh cũng bắt đầu mở cửa khai trương, buôn bán trở lại. Người lao động cũng đi làm, bắt đầu đi làm trở lại các anh chị sau cái thời gian dài nghỉ Tết. Và để mở đầu video buổi sáng ngày hôm nay, nhân dịp đầu năm mới Lưu Quỳnh Vlog mến chúc quý cô chú anh chị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Và hiện tại thì chúng ta đang có mặt trên con đường Tạ Uyên thuộc khu vực quận 11 Sài Gòn. Hướng đi thẳng trước màn hình của các anh chị là chúng ta sẽ ra con đường 3 tháng 2, con đường Trần Quốc Toản ngày xưa. Còn hướng chiều ngược lại là chúng ta sẽ về bến xe buýt Chợ Lớn, về khu vực Chợ Lớn quận 5, quận 6. Hôm nay thì ngày vía Thần Tài mùng 10. Thường thì vào ngày này bà con người dân là kéo nhau mua vàng đầu năm, lấy lộc đầu năm các anh chị. Và trong cái video buổi trưa ngày hôm nay, kính mời quý cô chú anh chị và các bạn, chúng ta sẽ đến cập nhật cái không khí ngày vía Thần Tài tại một ngôi chợ bán vàng rất là nhiều, đó là chợ Thiết, nằm trên đường Phó Cơ Điều, quận 11. Cứ mỗi năm là vào ngày vía Thần Tài là bà con, người dân đến chợ Thiết mua vàng rất là đông, chen lắng mua vàng các anh chị. Còn năm nay thì như thế nào? Kính mời các anh chị và các bạn, sau đây chúng ta sẽ di chuyển đến chợ Thiết ở khu vực quận 11, chúng ta cập nhật cái không khí như thế nào nha các anh chị. Rồi chúng ta bắt đầu đi. Bình thấy trên cái đoạn này là có các cái cơ sở bán heo quay nè các anh chị. Heo quay, vịt quay. Thì mà cái ngày vào cái ngày vía Thần Tài này là bà con người dân ta hay mua là gà quay, xin lỗi các anh chị, heo quay, vịt quay, cá lóc, những cái món lễ cúng vào cái ngày vía Thần Tài này rất là nhiều. Nhưng trên cái đoạn đường này mình thấy là có mấy cái cơ sở, các anh chị nhìn thấy heo quay rất là ngon các anh chị, nhưng thấy Bình thấy là khá vắng các anh chị. Bình mới vừa đi quay ở ngay cái chỗ phố vịt quay Bùi Hữu Nghĩa, quận 5 đó các anh chị. Rất là đông. Mình quay xong rồi mình mới đi qua cái khu vực quận 11 này, mình cập nhật cái không khí ở bên quận 11 đó các anh chị. Sáng nay mình đi quay ở ngay chỗ cái đường Bùi Hữu Nghĩa, cái phố vịt quay rất là đông. Xếp hàng luôn nha các anh chị, xếp hàng mà chờ để mua vịt quay. Ở ngay cái phố mà Bùi Hữu Nghĩa là có hai cái tiệm vịt quay và nó rất là đông, rất là nổi tiếng. Đó, heo quay quá chờ các anh chị. Ở đây thì đa số là heo quay, cũng có vịt quay các anh chị, nhưng mà khu vực này thì mình thấy vắng im lìm. Rồi trước màn hình các anh chị, chúng ta đã ra ngay cái con đường 3 tháng 2, con đường Trần Quốc Toản ngày xưa. Bên tay trái là chúng ta về cái vòng xoay Phú Lâm, còn bên tay phải này là chúng ta sẽ đi về cái chợ Thiết trên đường Phó Cơ Điều. Cái con đường 3 tháng 2 này nếu chúng ta đi thẳng là chúng ta sẽ ra cái ngã 6 Dân Chủ. Ngay cái đoạn này mình thấy là hai bên đường luôn các anh chị, là ngày trước là bán mấy cái đồ, mấy cái ghế may được các anh chị. Ghế may rồi mấy cái bàn làm bằng may đó, các anh chị thấy nè. Ngày trước nhiều lắm mà mình thấy là mấy năm gần đây thì thấy hình như vắng ít đi. Chỉ còn hình như có vài cái cơ sở nhỏ là bán thôi các anh chị, chứ ngày trước đông lắm. Ngay cái đoạn này nè, đoạn 3 tháng 2, ngay cái đoạn này.
Hôm nay thì tiếp tục nắng nóng nữa các anh chị. Sài Gòn thì bắt đầu từ Tết cho đến kéo tới mùng 10 luôn, hiện nay luôn. Phải nói là thời tiết vào buổi trưa rất là nóng. Nắng nóng các anh chị. Hiện tại mình đi là 10 giờ mấy, nhiệt độ cũng khoảng cỡ 30 34 độ đó các anh chị, rất là nóng. Còn vào xế chiều, chiều chiều và tối tối thì hơi mát. Các anh chị thấy là trên đường thì cũng xe lưu thông cũng nhiều rồi. Nói chung là hôm nay là hoạt động trở lại bình thường hết rồi các anh chị. Người lao động nói chung là đi làm hết rồi, học sinh cũng vậy. Học sinh cũng đã bắt đầu đi làm. Xin lỗi các anh chị, bắt đầu đi học. Bắt đầu thì hôm nay là đầu đầu tuần thứ hai bắt đầu đi học trở lại hết rồi các anh chị. Nên là đường xá các anh chị thấy là xe cộ rất là đông. Bắt đầu nhộn nhịp trở lại bình thường. Chứ vào cái dịp Tết các anh chị đường xá là vắng lắm. Các anh chị mà đi mùng 2, mùng 3 Tết rồi vắng, đường xá là vắng thông thoáng lắm. Trước màn hình các anh chị chúng ta đã đến ngay cái giao lộ bên tay trái là đường Lê Đại Hành. Còn bên tay phải là đường Phó Cơ Điều. Phó Cơ Điều cái hướng bên tay phải là chúng ta sẽ đi về cái chợ Thiết. Đi về cái chợ Thiết thuộc khu vực quận 11 các anh chị. Còn đi thẳng luôn thì chúng ta sẽ ra ngay cái ngã 6 vòng xoay Dân Chủ. Chúng ta sẽ rẽ phải nha các anh chị. Rẽ phải bên đây là cái hướng bên đây là đường Phó Cơ Điều, còn bên kia là đường Lê Đại Hành. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu đi trên cái con đường Phó Cơ Điều để đến chợ Thiết các anh chị. Mình đi một đoạn nữa là mình tới cái chợ Thiết rồi. Sáng nay đi quay thì mình có cập nhật cái giá vàng. Hôm nay thì giá vàng giảm nhiều so với ngày hôm qua các anh chị. Ngày hôm qua mùng 9 Tết. Hôm qua thì một lượng vàng 4 số 9 thì mình nhớ là 78 triệu 600 ngàn đồng đó các anh chị. Hôm nay thì chị hôm nay giảm chỉ còn có 77 triệu mấy trăm đó các anh chị. Mình nhớ là 500 á. 500 hình như là 500 là 77 triệu 500 ngàn đồng. Hôm nay là giảm một hơn 1 triệu các anh chị. Và tình hình kinh tế khó khăn, bà con người dân cũng mua vàng, cái lượng mà bán ra cũng ít nên là phải nói là cái giá vàng cũng giảm các anh chị. Và trước màn hình của các anh chị chúng ta đã đến ngay cái khu vực chợ Thiết quận 11. Đó bên tay phải màn hình các anh chị là khu vực chợ Thiết. Các anh chị thấy là chợ Thiết này thì vào dịp mà lễ rồi rằm, ngày rằm nữa các anh chị, phải nói rất là nhộn nhịp. Đó các anh chị thấy ngay cái góc này nè. Ngay cái góc này là các anh chị thấy bán rất là nhiều. Bán mấy cái đồ cúng mà của người Hoa đó các anh chị. Ví dụ như là bánh bao, bánh bò rồi cái mấy cái tháp, tháp đường mà để cúng ngày vía thần tài đó các anh chị. Đó các anh chị thấy rất là nhiều. Đó các anh chị thấy là ngay ngay đây là ngay cái trước cổng trước của chợ Thiết. Chợ Thiết các anh chị thấy rất là nhiều tiệm vàng. Bà con cũng đến đến mua đó các anh chị. Đó các anh chị thấy xa xa khúc trên cũng có. Thấy cũng có khá đông các anh chị. Khá đông bà con người dân đi mua vàng. Không biết là đi mua vàng hay là bán thì không biết các anh chị, nhưng mình thấy là cũng có bà con đến tiệm vàng cũng thấy là cũng khá đông. Có những anh dân quân tự vệ nữa các anh chị đến bảo vệ ngay cái khu vực này, tại vì ngày này là bà con người dân đi mua vàng là nhiều lắm. Đó các anh chị thấy không, rất là đông. Khu vực chợ Thiết này thì nói chung là chợ truyền thống thì ở tiệm vàng cũng nhiều lắm các anh chị, nhưng chợ Thiết này là phải nói là rất là nhiều tiệm vàng, cũng khá là nổi tiếng đó các anh chị, khá là nổi tiếng ở khu vực chợ lớn.
xa xa mình thấy là có các anh công an nữa các anh chị, để bảo vệ cái trật tự ở ngay cái khu vực này. Đó các anh chị thấy là bà con đến đến mua vàng, thấy các anh chị thấy cũng khá khá đông, nhìn bên trong các anh chị thấy là khá đông. Đó anh công an đi tới đi lui. Nhưng năm nay thì theo bình á, theo bình thấy đó các anh chị thì cũng vắng vắng hơn so với những năm trước các anh chị. Những năm trước phải nói là rất là đông, các anh chị mà đứng ngay chỗ này là phải nói là bà con mà chen lấn qua nhau mua luôn á. Nhưng các anh chị thấy năm nay thì cũng có người mua nhưng không bằng những năm trước các anh chị. Không bằng những năm trước. Mình sẽ đi từ từ để các anh chị xem tình hình. Đó bên tay phải bên đây là cũng có tiệm vàng. Có xe cộ để ngoài đây quá trời. Dân phòng nó cũng đứng trực bảo vệ an ninh ngay cái khu vực này. Đó các anh chị thấy là tiệm vàng rất là đông các anh chị. Phía bên trong là cũng có rất là đông. Đó bà con người dân là cũng đứng ta mua nè, có tiệm thì không có. Chứ ngày trước là mấy năm trước là tiệm nào cũng đông hết đó các anh chị. Năm nay thì có tiệm thì có vài người, mình thấy là có vài người. Tiệm thì cũng đông bà con người dân người ta mua. Tiệm thì không thấy ai mua hết. Rồi chúng ta đây là ngay cái ngã tư đường Trần Quý và đường Phó Cơ Điều. Chúng ta sẽ rẽ phải nha các anh chị, mình rẽ phải vào đường Trần Quý này. Chúng ta sẽ đi một vòng cái khu vực chợ lớn nha các anh chị. Chúng ta đi về cái khu vực chợ lớn quận 5, chúng ta sẽ cập nhật cái không khí ngày vía Thần Tài hôm nay như thế nào. Như vậy là năm năm nay các anh chị thấy là cái tình hình bà con người dân mua vàng cũng giảm đi ha các anh chị, do cái tình hình kinh tế cũng khó khăn nên bà con cũng giảm năm nay ít các anh chị. Năm ngoái đông lắm các anh chị, đi ngay cái khu vực mà ngay chỗ mà cái tiệm bán vàng nữa đó rất là đông. Ngay đây thì bên kia đường thì bán trái cây, đồ cúng, bánh tổ, bánh bò, bánh bao, trái cây quá trời. Rồi bán vàng mã, vàng bạc, giấy tiền vàng bạc mà cúng ngày vía thần tài đó các anh chị. Thì khu vực quận 11 thì có cái lượng người Hoa sinh sống cũng khá là đông các anh chị. Ở khu vực chợ lớn thì gồm có là quận 5, quận 6, quận 10, quận 11, quận Tân Bình. Đây là đồ cúng nè các anh chị. Đó. Đó bánh bò. Mấy cái thỏi vàng làm bằng đường là chợ khu vực chợ lớn là có lượng người Hoa phải tới sinh sống đông các anh chị. Quận 11 là cũng đông á, quận 11 và quận 5 thì đông nhất các anh chị. Quận 5 là có lượng người Hoa là đông nhất. Không biết các anh chị như thế nào thì thấy theo bình thì cái khu vực chợ lớn quận 11, quận 5, quận 6 nè, vào dịp lễ rồi ngày rằm, ngày cúng rồi các anh chị mình thấy rất là nhộn nhịp. Rồi các anh chị thấy buôn bán những cái tiệm, những cái nhà. Rồi các anh chị thấy là buôn bán đồ cúng vàng mã, giấy tiền vàng bạc rất là đông đúc. Đó bên tay bên kia đường là những cái tiệm bán vàng mã đó các anh chị, bán đồ cúng đó. Chắc mình sẽ quay lại, mình sẽ đi vào cái ngay cái con đường đường trên đây nha các anh chị, để mình ra cái khu vực chợ lớn quận 5. Đó, bà con người dân cũng đến mua để chuẩn bị cái ngày vía thần tài. Đó, đây bán đồ nè, bán mấy cái đồ cúng mà các anh chị thấy quá trời luôn. Khu vực xung quanh đây đa số là người Hoa các anh chị, đa số là người Hoa. Ở trước màn hình các anh chị đây là ngay cái ngã ba đường Đỗ Ngọc Thạnh, chúng ta sẽ rẽ phải nha các anh chị.
mình sẽ phải vào cái con đường Đỗ Ngọc Thạnh này. Chúng ta sẽ đi thẳng ra cái khu vực chợ lớn quận 5. Ở bên đây cũng bán. Đó, bắt đầu phải không? Xe tải này bắt đầu hoạt động trở lại. Bao bì. Mấy cái cơ sở nhỏ nhỏ, cơ sở kinh doanh, sản xuất bao bì giấy. Xa xa là các anh chị thấy là ngay cái bệnh viện Chợ Rẫy nè. Đó, xa xa đó các anh chị. Hướng này là đi thẳng ra cũng là ra bệnh viện Chợ Rẫy. Quán nhậu gì quá trời đây. Quán nhậu thì giờ vắng lắm các anh chị, do là xiết cái nồng độ cồn nhiều quá, rắc quá, nên quán nhậu giờ cũng ế. Đó, đây cũng mấy cái tiệm nè, bán vàng mã, giấy tiền vàng bạc. À, trước màn hình của các anh chị đây là ngay cái ngã tư đường Nguyễn Chí Thanh, con đường Trần Hoàng Quân ngày xưa. Bên phải là chúng ta về ngay cái con đường Nguyễn Thị Nhỏ các anh chị, còn bên trái này là chúng ta đi thẳng là chúng ta sẽ ra cái con đường Ngô Gia Tự, con đường Minh Mạng ngày xưa đó các anh chị, ra ngã 7 Lý Thái Tổ. Chúng ta sẽ đi thẳng ra luôn nha các anh chị. Mình đi thẳng trên cái con đường Đỗ Ngọc Thạnh này để ra cái khu vực chợ lớn quận 5. Mình về khu vực chợ lớn quận 5, đường Nguyễn Trãi, Hải Thượng Lãn Ông. Mình cập nhật cái không khí ở đó một đoạn nha các anh chị. Đó, các anh chị thấy là đó, cơ sở sản xuất kinh doanh rồi, các anh chị thấy là đông nhộn nhịp trở lại. Đó, buôn bán kinh doanh cũng đông trở lại rồi các anh chị. Xa xa các anh chị thấy là một cái Thuận Kiều Plaza, ba cái ngọn tháp đó các anh chị. Bà con người dân người ta hay gọi vui miệng là tòa nhà ba cây nhang, là Thuận Kiều Plaza, đổi lại tên là The Garden Mall rồi các anh chị. Ngay cái khúc này này là thuộc cái chợ Tân Thành, một cái chợ là chuyên buôn bán kinh doanh phụ tùng xe gắn máy rồi xe đạp. Đó, các anh chị thấy hai bên đường rất là nhiều kinh doanh cái phụ tùng xe gắn máy xe đạp rất là nhiều các anh chị. Đây là cái chợ mà bán phụ tùng xe gắn máy xe đạp mà lớn nhất Sài Gòn các anh chị, có rất là lâu rồi, ngày xưa giờ. Tòa nhà cái Thuận Kiều Plaza này sau khi được cái tập đoàn Vạn Thịnh Phát mua lại, đổi tên lại là The Garden Mall các anh chị. Hiện nay thì vẫn để trống như ngày nào các anh chị, không ai ở hết á. Tòa nhà hai ba cái tòa tháp đó coi như là để trống luôn, cho mình vô một mình ở mình không dám. Ví dụ cho một hai người, hai mình ở còn được, với một mình là ở không được, sợ các anh chị, vắng lắm, nghe đồn tùm lum la, nghe nó có ma gì tùm lum. Đó, ngay chỗ này là phía dưới cái Thuận Kiều Plaza. Đó, nghe nói là ngay chỗ này người ta nói phong thủy cũng không tốt là các anh chị, nó giống như là một cái tàu tàu ống khói, ngay chỗ này là bị thủng nè các anh chị, nên là cái phong thủy không tốt. Chúng ta sẽ đi thẳng qua bên đường nha các anh chị. Đây là ngay cái giao lộ đường Hồng Bàng, bên phải là chúng ta đi thẳng ra là chúng ta sẽ ra cái Bùng Binh Phú Lâm, còn bên trái là chúng ta sẽ về cái chúng ta đi ra cái khu vực trung tâm quận 1 Sài Gòn. Cái Thuận Kiều Plaza thì tập đoàn Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan đó các anh chị. Bà Trương Mỹ Lan cũng đang chuẩn bị là ra chuẩn bị tòa án đang xử chuẩn bị xử đó các anh chị. Chắc cái bà Trương Mỹ Lan chắc đa số các anh chị cũng biết rồi, chắc mình không nói thêm. Đó, đây là ngay cái con đường Nguyễn Trãi. Chúng ta sẽ rẽ trái nha các anh chị, mình rẽ trái mình đi vào cái khu vực đường Nguyễn Trãi này, đường khu vực cái khu vực đường Nguyễn Trãi này, ngay cái đoạn này thì buôn bán cũng rất là nhộn nhịp các anh chị. Đó, bán mấy cái đồ cúng của người Hoa, ngày vía thần tài,
cũng bán bánh bao, bánh bò, bánh tổ, rồi mấy cái tháp mà các anh chị nhìn thấy màu hồng 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 cánh sen đó các anh chị, là tháp đường á, là cúng và vào cái ngày vía thần tài đó. Bánh tổ, bánh tổ là cái bánh mà tròn tròn đó, các anh chị nhìn thấy là đó, các anh chị thấy không, rất là nhộn nhịp buôn bán. Bên tay trái, bên tay trái bên kia đường là một cái chợ đô thành ngày xưa đó, đó cái tháp đó các anh chị, bánh bao bánh bò qua chào luôn. Khu vực này cũng là người Hoa không các anh chị, đa số là người Hoa đó, các anh chị thấy là đồ cúng rất là nhộn nhịp, rất là đông đó. Bên trái ngay cái ngã tư này nè các anh chị, ngã tư đường Phùng Hưng đó là chợ đô thành, nay là chợ Phùng Hưng các anh chị đó. Ngay cái góc này các anh chị thấy là bông bán rồi, nó là đồ cúng của người Hoa quá trời luôn đó. Mấy cái tháp thì để phía bên trong, phía bên ngoài đây là bánh bò nè, bánh bò bánh bao. Chúng ta sẽ rẽ phải vào cái con đường Phùng Hưng này nha các anh chị. Con đường Phùng Hưng này là chúng ta đi thẳng ra là ra Hải Thượng Lãn Ông đó. Bánh tổ nè, tròn tròn đó các anh chị đó, các anh chị thấy là khu vực chợ lớn là buôn bán đó, ngày vía thần tài các anh chị thấy là rất là nhiều mấy cái đồ cúng nè đó. Bánh tổ là chính diện tròn tròn nè đó, màu màu cái tháp đó, đó là tháp đường đó các anh chị, làm bằng đường đó đó. Ngày vía thần tài đó là nhà nhà là ai cũng có cái tháp này hết, mua cái tháp này về để cúng trên cái bàn thờ đó. Trái cây, bán trái cây đó, bán quá trời. Bên tay trái bên bên đường á các anh chị là cũng có khá nhiều mấy cái tiệm bán thuốc đông y các anh chị, thuốc thuốc bắc á, rồi thuốc tàu đó các anh chị, bán khá là nhiều. Cái con đường này với Hải Thượng Lãn Ông kiểu văn phục á, rất là nhiều cái tiệm bán tiệm thuốc đông y. Rồi chúng ta đã ra ngay chỗ cái giao lộ đường Trần Hưng Đạo B. Đây là bên tay phải màn hình các anh chị là Thương Xá Đồng Khánh, chợ vải Xói Kình Lâm các anh chị. Cũng bắt đầu chợ vải Xói Kình Lâm cũng đã bắt đầu mở cửa hoạt động trở lại rồi các anh chị. Nhưng chủ yếu là mở cửa để lấy ngày mình khai trương, lấy ngày may mắn đầu năm các anh chị. Nhưng đầu năm thì chợ vải cũng vắng lắm, đầu năm đâu ai đi mua vải các anh chị, đặc biệt là người Hoa kiêng kỵ nhất là đầu năm mà đi mua vải, rất là kiêng kỵ các anh chị. Nên là thường cái chợ vải Xói Kình Lâm này vào đầu năm thì rất là vắng đó. Còn bên tay trái đây là những cái cửa hàng tạp hóa bán văn phòng phẩm đó. Chúng ta đã ra ngay cái con đường Hải Thượng Lãn Ông thuộc khu vực quận 5 các anh chị. Bên tay phải là một cái ngôi chùa của người Hoa. Chắc mình sẽ rẽ vào, quý cô mở cửa không để mình rẽ vào, mình chia sẻ hình ảnh cho các anh chị xem một cái ngôi chùa của người Hoa rất là nổi tiếng đó. Mình có mở cửa các anh chị, chúng ta sẽ đi vào nha các anh chị đó. Đây là ngôi chùa của người Hoa, có tên gọi là chùa Ông Bổn, chùa Ông Bổn các anh chị. Nhưng thực tế là một cái miếu các anh chị, một cái miếu chờ thờ một cái vị thần, thờ Ông Bổn, một cái vị thần là canh giữ đất đai các anh chị. Còn đây là xa xa là cái trường học Trần Bội Cơ. Trần Bội Cơ ngày xưa là dạy tiếng Hoa đó các anh chị. Đó, mình đi chạy vô sát để cho các anh chị thấy rõ cái kiến trúc cái đền chùa của người Hoa. Bổn thờ Bổn Đầu Công á các anh chị, một cái vị thần. Đây là một cái ngôi chùa duy nhất là thờ ông Bổn, thờ một cái vị thần canh giữ đất đai. Thực tế là cái miếu các anh chị, nhưng là bà con người dân Sài Gòn là hay gọi là chùa của người Hoa, chứ thực tế là không phải chùa các anh chị, là một cái miếu thờ vị thần Bổn Đầu Công đó. Đây là ngay cái khu vực giữ xe
Tết đây là cũng múa lân là cũng nhiều lắm các anh chị. Đó, các anh chị thấy xa xa này những cái bảng mà để chữ chữ hoa đó. Chữ hoa quá trời. Đó, còn ngay đây là ngay cái cổng Tam Quan. Đó, chữ hoa không các anh chị. Đó, các anh chị thấy ngay cái sân chùa rất là rộng các anh chị. Rồi chúng ta quẹo ra lại nha các anh chị. Đây là đường Hải Thượng Lãn Ông. Vào dịp giáp Tết là bán rất là nhộn nhịp các anh chị, bán mấy cái đồ mà trang trí Tết nữa rất là nhộn nhịp. Đó, bên tay phải đây là ngay cái cổng chính trường Trần Bội Cơ, trường cấp 2, cấp 3 các anh chị. Bên tay phải đây là những cái tiệm bán bao bì, bán mấy tấm bạc đồ các anh chị. Các anh chị thấy rất là nhiều. Đó, các anh chị thấy là đi vào cái khu vực chợ lớn, các anh chị thấy rất là nhộn nhịp. Bên tay phải đây là cũng là những cái cơ sở, những cái tiệm bán bao bì nhựa rất là nhiều các anh chị. Đó, cái hướng này là chúng ta sẽ ra ngay chỗ cái bến xe buýt chợ lớn, bến xe đò chợ lớn các anh chị. Ở trước màn hình các anh chị đây là ngay cái ngã tư đường Học Lạc. À, bên tay phải là một cái phố bán thuốc lá rất là lớn, lớn nhất Sài Gòn các anh chị. Đó, ngay cái đường Học Lạc là chuyên về bán thuốc lá. Chúng ta đã đi vào ngay cái đây là ngay cái con đường Trang Tử. Các anh chị thấy là đường xá là chợ lớn và nó khá là nhộn nhịp buôn bán và nó tấp nập hàng hóa phải nó ngọt luôn. Đây là ngay cái ngã tư đường Ngô Nhân Tịnh. Bên tay phải ngay góc này là ngay cái bến xe buýt chợ lớn các anh chị. Ở đến đây thì chắc mình cũng xin phép là ngừng video. Thì qua cái video này các anh chị thấy là năm nay là bà con mua vàng sắm vàng cũng ít đi rồi các anh chị. Ít đi rồi, tình hình kinh tế khó khăn. Còn bên tay trái là những cái cửa hàng tạp hóa bán chầu cao, đồ lễ cưới đồ các anh chị rất là nhiều. Rồi thôi, chắc tới đây chắc mình cũng xin phép là ngừng video tại đây. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn cũng đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.